Anh vừa đến giờ nghỉ là anh gọi điện cho em ngay. Thế anh có được không? Ừ. Ừ. Có, chiều anh với học viên huấn luyện ở ngoài thao trường. Làm sao? Trung đội trưởng gọi cuộc điện thoại này 15 phút trước rồi. Thế à? Thế thì kiểu này gọi cho người yêu rồi. Thật á? Trung đội trưởng có người yêu? Thì cậu thấy đấy, tay thì hái lá, miệng thì cười toe toét, nói chuyện điện thoại tận 15 phút, không gọi cho người yêu thì còn gọi cho ai? Mà này, cậu không định đi đi, đứng đây hóng tiếp à? Tớ đang rất tò mò, không biết ai là người yêu của Trung đội trưởng này, lại yêu được một người nghiêm khắc như Trung đội trưởng của mình. Thì sau này ấy, khi mà cậu trở thành sĩ quan, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Người ta gọi đó là cái uy của chỉ huy. Trung đội trưởng sẽ chỉ dịu dàng với những người mà trung đội trưởng cần. Mà thôi đi, nhiều chuyện. Báo cáo trung đội trưởng, tôi có mặt ạ. Tôi vừa sưu tầm được các sáng kiến, ý tưởng về các sáng tạo khoa học của toàn quân. Tôi in ra cho cậu để cậu tham khảo. Tôi nghĩ cậu là một người rất thích mày mò và nghiên cứu, nên tôi nghĩ cái này có thể giúp ích được gì cho cậu rất nhiều. Cảm ơn Trung đội trưởng ạ. Đi nước này luôn ạ. Cái này đối phương dễ pháo lồng lắm. Đổi pháo lấy xe luôn ạ. Xe là một trong những quân thần trung thành của tướng, là một người võ công cao cường, tài giỏi, thế nên là không thể đánh đổi này được. Phải như này này. Nước cờ quá đỉnh luôn ạ. Tôi không nghĩ cậu lại thích chơi cờ tướng nhỉ? Tôi biết chơi sơ sơ đấy ạ. Cuối tuần rảnh, làm vài ván nhỉ? Nhất trí trung đội trưởng ạ. Đây này, đi xe đây này. Để thế nào? À, các cậu tìm được thú vui mới à? Phải nói là tớ tìm được đối thủ mới. Cậu lại thách đấu với ai à? Hết đấu vật tay rồi lại đến cờ tướng. Ghê thật. Quan trọng là tớ rất muốn thắng người này. Ai đấy? Trung đội trưởng. Có thật không đấy? Trung đội trưởng á? Tớ đã dồn hết công sức ở ván cờ này, nhất định ngày mai tớ sẽ thắng. Thế để tớ giúp cậu nhá. Mời cậu. Thế là quốc thủ à? Cậu chơi cũng hay đấy. Tớ chơi cũng bình thường thôi. Thế này làm sao tớ thắng được trung đội trưởng nhỉ? Chơi lại đi. Tớ biết cậu không uống nước ngọt được, nên là... Này, tớ mua cho cậu đấy. Thế có chuyện gì cậu nói luôn đi. Không, làm gì có chuyện gì. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. Đà nghi quá rồi đấy. Thôi đi, tớ lại không biết tính của cậu à. Cậu nói luôn đi. Cậu sẵn sàng giúp tớ đúng không? Không. Nhưng mà cậu đã nói cậu nhờ tớ cái gì đâu. Tớ muốn nhờ cậu đánh bại chỉ huy Sơn. Chơi cờ là để giải trí cũng như rèn luyện tư duy. Mà cậu đã sợ thua người ta ấy, thì cậu thách đấu người ta làm gì? Nhưng mà tớ chỉ muốn đánh bại chỉ huy Sơn một lần này thôi. Nhờ cậu đấy nhá.
Nhưng mà kèo này tôi không thể nhận được. Bởi vì có chuyện này cậu chưa biết đâu. Chuyện gì? Mà thôi, kệ cậu đấy, tớ không biết đâu. Tớ biết là cậu đã từng tham gia cuộc thi cờ tướng quốc gia, nên là có cậu chắc chắn tớ sẽ thắng. Cậu đồng ý ở đây nhá. Cậu đồng ý ở đây. Uống cái nhá. Cố lên, cố lên, cố lên. Ờ. Ô kìa, sao cậu lại qua đấy? Ờ thì tớ ủng hộ anh Sơn. Cái trình chơi cờ của cậu ấy, tớ biết thừa. À thế à? Quốc, tớ tin cậu. Được, cậu cứ ở phe tớ. Yes. Hôm nay, trận đấu này nằm ngoài khuôn khổ giữa chỉ huy và học viên. Hôm nay, tớ là anh, cậu là em. Chúng ta chơi cờ, chơi vui hết mình. Đồng ý. Anh Sơn, em tin anh. Yeah. Yeah. Nếu hôm nay tớ thua, tớ sẽ mời tất cả mọi người đi ăn kem. Thế thì các cậu ấy, chuẩn bị bụng đi. Cậu đi trước đi. Chắc chưa? Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời. Hết cờ. Thế mình thua rồi à? Sao thua nhanh thế? Mới chơi được tí mà. Rồi, cậu thấy chưa? Anh Sơn thắng cậu chỉ bằng vài nước cờ. Này, có đổi phe không? Không, còn hai trận nữa cơ mà. Kiểu gì Quốc cũng lật kèo. Tại vì anh ấy chơi giỏi quá, không giống người bình thường mà... Mà chơi như một đại kiện tướng cấp quốc gia. Cậu nói cái gì đấy? Có gì các cậu cứ hỏi anh ý ấy. Anh chưa từng nói anh là kiện tướng quốc gia. Đúng là ngày trước anh còn thi cờ tướng quốc gia, nhưng cách đây cũng lâu rồi, 10 năm cơ mà. Thực ra tớ biết chuyện này lâu rồi. Đợt trước tớ có đi thi đấu, cho nên biết những người từng vô địch giải. Sao cậu không nói sớm? Thì tớ có bảo cậu rồi, cậu có chịu nghe tớ đâu. Em hâm mộ anh. Anh là số 1 ở trong lòng em. Em xin phép làm vài trận với anh ạ. Có gì đâu, đấy cũng chỉ là hào quang cũ. Hôm nay chúng mình đều chơi cờ vui hết mình. Cậu ấy cũng đã từng thi đấu quốc gia, cho nên sẽ xứng tầm với anh. Em nghĩ là cậu ấy sẽ chiến thắng anh. Cậu chiến thắng rồi chứ? Thì phải thử mới biết được. Được, cậu chơi đi. Rồi, thắng cả 3 trên 3 ván, anh Sơn mãi đỉnh. Đúng là chơi với người kỳ cựu, cảm thấy mình còn rất non. Cậu chơi cũng rất khá. Để giữ lời hứa, tớ sẽ đi mua kem cho mọi người ăn. Thôi được rồi, các cậu ở lại nhá, tớ có việc bận, tớ ra ngoài chút. Anh không ở lại ăn kem ạ? Wow, hôm nay mới có dịp chơi với đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí ấy thân thiện thật đấy. Lại còn rất khiêm tốn nữa. Anh nghĩ là một tấm gương sáng mà chúng ta phải noi theo đấy. Tớ vẫn chỉ đang thắc mắc, anh ấy chơi hay như thế, liệu ai có thể đánh bại được anh ấy nhỉ? À, mắc bẫy của em rồi nhá. Em lại thắng nữa rồi. Wow, em chơi giỏi thật đấy.
anh đấu không lại em được luôn. Không sao, mỗi lần em lên đây chơi, em với anh chơi vài lần là anh sẽ lên trình ngay. À, sao Trung đội trưởng lại ở đây ạ? Tôi có cô bạn lặn lội đường xa lên tận đây để dạy tôi chơi cờ. Chị em á? Chị em có biết chơi cờ đâu ạ? Này, chị học chơi cũng được 2 tháng rồi đấy. Chơi cũng hay phết đấy, đừng có mà tưởng. Chị có biết Trung đội trưởng là... À, lần sau em lên đây, em có thể chỉ anh thêm được không? Được chứ. À, em cho anh cuốn sách này, anh về anh đọc thêm nhá. Anh cảm ơn em. À, thôi hai chị em ngồi nói chuyện với nhau đi. Anh ra ngoài có việc chút. Anh chào em. Em chào anh. Chào chị trưởng. Chị lên đây thăm em mà có thời gian chơi cờ với Trung đội trưởng. Hai người giấu em chuyện gì phải không? Chị thì có chuyện gì đâu để mà giấu. Bọn chị chỉ ngồi chơi cờ thôi mà. À, đây, chị có mang cho em ít quả đây này. Em cảm ơn. Thôi chết, chị phải đi về đây, không muộn rồi. À, chị vừa mới lên mà. Chị chơi cờ từ nãy cũng được 2 tiếng rồi. Chị phải đi về trường ạ. Chơi có mấy ván cờ thôi mà nhanh thật đấy. Chị chơi cờ với Trung đội trưởng hơn 2 tiếng rồi á. Ở lại chăm chỉ rèn luyện tốt. Em là niềm tự hào của gia đình đấy, nhớ chưa? Em nghĩ là chị không nên chơi cờ với Trung đội trưởng đâu. Trung đội trưởng chơi siêu lắm. Chị không thắng nổi Trung đội trưởng đâu. Sao lại thế? Vừa nãy chị chơi với anh ấy thắng 3 ván rồi. Chị thắng Trung đội trưởng 3 ván á? Thôi chị đi về ạ nhá. Nhớ đấy. Bye bye. Chị mình thắng được Trung đội trưởng 3 ván á. Mà trong khi đấy chị mình mới học cờ được 2 tháng. Lạ nhỉ. À, hình như là có điều gì bất thường ở đây đấy. Sao cơ? Chị gái cậu chiến thắng cờ Trung đội trưởng á? Chị cậu chơi cờ giỏi như vậy ấy, sao cậu không bảo chị tiếp cho vài chiêu? Không phải đâu. Quan trọng ý là chị tớ chơi cờ cực chán. Các cậu hiểu không? À, hiểu rồi. Hiểu cái gì? Các cậu có nghĩ giống tớ. Có, chiều anh với học viên huấn luyện ở ngoài thao trường. Trung đội trưởng gọi cuộc điện thoại này 15 phút trước rồi. Thế à? Thế thì kiểu này gọi cho người yêu rồi. Thật á? Trung đội trưởng có người yêu? Kỳ phùng địch thủ, người thắng ván cờ đôi khi không cần là người chơi giỏi nhất.